Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú lợn đang vẽ một quả trứng rất là to này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một bạn lợn đang vẽ quả trứng với rất là nhiều họa tiết, thì hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn bắt màu số tiếp theo.